Thời gian qua, nhiều bệnh nhân nhiễm sáng, chó, mèo, có cả người lớn lượng trẻ em mắc bệnh. Nguyên nhân chính là từ cách ăn uống và tiếp xúc động vật. Sáng chó mèo có thể di chuyển khắp cơ thể, làm ổ dưới da, gây ngứa ngáy khó chịu, lẫn mất thẩm mỹ, nhưng lại ít được bệnh nhân chú ý đi thăm khám và điều trị. Những ngày qua, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, Hà Nội tiếp nhận nhiều ca bệnh trẻ em mắc sáng lá gan, nhiễm ấu trùng sáng chó mèo. Bệnh nhân 10 tuổi nhập viện khi bệnh diễn biến phức tạp, khắp cơ thể đặc biệt là dùng mặt trán gần mắt đã bị ấu trùng sáng chó mèo phụ kín. Được biết, gia đình bệnh nhân nuôi rất nhiều chó và mèo, số lượng lên đến hàng chục con mỗi loại. Sinh hoạt của bệnh nhân và người nhà đều tiếp xúc trực tiếp với chó mèo, đặc biệt bệnh nhân rất thích ôm hồn chúng. Theo số liệu thống kê của bệnh viện Đặng Văn Ngữ Hà Nội, trong những năm gần đây, số ca nhập viện do nhiễm sáng ngày càng gia tăng không chỉ người lớn mà trẻ em cũng là đối tượng có tỷ lệ nhiễm dung sáng cao với hàng ngàn ca mỗi năm. Để phòng tránh bệnh sáng lá gan lớn, dung đũa chó và các bệnh dung sáng, bác sĩ khuyến cáo người dân cần ăn chín, uống nước đun sôi để nguội, rửa tay trước khi ăn hay sau khi nô đùi với chó mèo, dọn dẹp phân chó mèo vào túi và dứt vào thùng rác, chích ngừa tỷ dung định kỳ cho thú nuôi. Ngoài ra, khi phát hiện dấu hiệu bị nhiễm sáng ở trẻ, cần đưa trẻ đi khám và điều trị kịp thời để ngăn ngừa bệnh tái phát và các biến chứng khác